Như Quỳnh xin mời Hà Vân nán lại sân khấu một chút xíu ạ. Xin mời. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Lâu Đài Tình Ái của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với tiếng hát rất ngọt ngào của Hà Vân và nam ca sĩ Trọng Bắc. Thì Như Quỳnh giữ Hà Vân lại bởi vì chắc chắn với một giọng hát như vậy chúng ta cũng không thể để cô chỉ có hát một bài. Cô sẽ còn hát một đôi bài nữa, những ca khúc rất hay của Bolero. Thì Như Quỳnh muốn giữ Hà Vân lại bởi vì có lẽ cô cũng là một người rất trung thành với dòng nhạc này. Từ đầu con đường đi hát cho đến cô thành danh qua các cuộc thi cũng như bây giờ được yêu mến. Thì trước tiên Như Quỳnh sẽ thay mặt khán giả muốn hỏi Vân. Thường thì người ta nghĩ rằng nhạc Bolero thì hơi buồn. Và để mà hát vừa rồi nhìn anh Bắc và chị Vân, Hà Vân hát thì rất là vui. Một bài về hạnh phúc phải không ạ? Thế thì nếu mà Vân là người hay hát thường xuyên, giữa hát nhạc vui với hát nhạc buồn trong thể loại Bolero thì mình thấy cảm xúc thể hiện cái nào dễ hơn? Vâng, trước tiên thì cho phép Hà Vân xin rất là thể hiện cảm xúc của mình. Rất là vui khi được một lần nữa đến với Đà Nẵng, đến với nhà hát Trương Vương, cũng như là đến với một chương trình tình khúc Bolero tuyệt vời như thế này. Và rất là cảm ơn quý vị đã đến ủng hộ cho chương trình. Và đối với Hà Vân, thưa quý vị, những ca khúc vui tươi, rộn ràng hay là những ca khúc nhẹ nhàng, trầm buồn thì nó đều có cái hay riêng. Và với Hà Vân thì ngoài những ca khúc tươi, vui thể hiện thì cái nét mặt của mình thì cũng hơi buồn một chút. Rồi là bản thân mình thì tính cũng hơi đa sầu đa cảm. Cho nên là những mà ca khúc mà nhẹ nhàng, trầm buồn thì khi mình hát thì mình cảm xúc hơn. Nhẹ nhàng hơn mà mình dễ, giống như là mình đang hát và thể hiện cho chính cái cảm xúc của bản thân mình. Và điều này thì có lẽ là khán giả cũng là những người đồng cảm với Vân. Thường như Quỳnh thấy trong những cuộc gặp ở bên ngoài, chúng ta gặp gỡ cuối năm, gặp gỡ những dịp đặc biệt, chúng ta cũng hay thích ngồi gõ muỗng, gõ ly để hát Bolero và hay hát những cái bài rất là âu sầu, ảo não. Cho nên nhiều khi chúng ta nói nhạc Bolero là nhạc sến. Thế thì đã bao giờ Vân nghe nói là nhạc sến và Vân hiểu chữ sến là như thế nào? Đối với Vân thì như Vân, khi mà Vân đi hát và tìm hiểu dòng nhạc này thì sến thì không có dòng nhạc sến. Đây gọi là dòng nhạc trữ tình. Cái từ này thì thường là đó là mọi người truyền miệng nhau nói thôi. Với Hà Vân thì không có dòng nhạc sến hay là những ca khúc sến cả, mà dòng nhạc trữ tình. Và với Hà Vân thì những ca khúc, đối với Hà Vân thì mỗi ca khúc đều có một cái ý nghĩa riêng, đều có một cái hay riêng. Và với Hà Vân dòng nhạc này là vô cùng tuyệt vời. Dạ. Như Quỳnh nói đến chữ sến ở đây, chúng ta bàn mà luôn đặt trong ngọt kép là bởi vì có lẽ nhiều khi chúng ta hiểu cái từ này với cái nghĩa bình dân và rằng là đơn giản và hời hợt. Thực ra thì đã có những cuộc phân tích về âm nhạc, bình luận để thấy rằng những người nhạc sĩ khi viết nhạc Bolero trong đó đầy hồn thơ, đầy chất nhạc và có những triết lý rất là sâu xa. Tuy nhiên với lối thể hiện giản dị, gần gũi để đi vào lòng người, cho nên chúng ta dùng từ đó. Nhưng mà ở đây không phân biệt sến sang, mà chỉ có âm nhạc có đi vào lòng người, có ở lại đó và đồng cảm hay không mà thôi. Và giống như Quỳnh vừa nói thì Hà Vân rất là sở trường dòng nhạc Bolero kiểu buồn, não lòng, làm cho người ta cũng muốn rớt nước mắt. Thì đặc biệt những ai, những cô gái trong tình yêu mà mình bị thiệt thòi, mình hay bị cái cảm giác là sao nhở? Sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chim bao, sao hôm qua anh nói yêu em như vậy mà hôm nay anh thay lòng đổi dạ rồi. Có vẻ rằng một bài hát như vậy trong giọng hát của Hà Vân có lẽ sẽ làm rung động quý vị. Đây chính là một ca khúc của nhạc sĩ Lê Dinh, bài hát Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao và tiếng hát Hà Vân.